Thôi mời bạn này trước đi. Rồi bạn này lên đây. Rồi đứng đây nha. Bây giờ quay về đây. Đứng im nha. Rồi ngày hôm nay Hoàng sẽ dành tặng cho bạn tiểu di của chúng ta một món quà thiệt là ý nghĩa bất ngờ. Đấy, quay lại vỗ tay. Yeah. Giống nhau không? Không biết. Sao không biết được cái gì? Rồi bây giờ như vậy nha, Hoàng sẽ dành tặng cho bạn trai của chúng ta một món quà đồ mất tiêu rồi. À đây, món quà ngày hôm nay rất là ý nghĩa đặc biệt. Đó là một bình bú sữa. Và tiếp theo sẽ là gì ạ? Bạn trai của chúng ta chỉ cần bú hết bình sữa này, sau đó sẽ nhận món quà đặc biệt và đi về cùng với gia đình của mình nha. Rồi con đã bước lên đây rồi thì cố gắng làm hết mình. Ok. Yeah. Rồi high five cái nè. Yeah. Rồi quay lại high five bằng mông. Rồi chuẩn bị nha. Giơ tay lên. 1 2 3 mạnh lên. 1 2 3 Ông ăn gì ông khỏe gì không? Cười coi chừng rước răng bây giờ. Đây thôi được rồi, chúng ta sẽ đến với phần chính của chúng ta ngày hôm nay. Con sẵn sàng chưa? Bước qua đây. Cắn vô. Cắn vô. Lên đây rồi mà còn ngại. Nhanh để nhận quà đi về. Cắn vô. Cắn vô. Cắn vô. Rồi anh ơi tắt cái microphone này để em nói chuyện với bạn này một tí. Ok, con nghe không? Phải làm tâm lý, tại vì bây giờ đọc nhiều lắm. Ok, rồi, cắn vô. Cắn đàng hoàng chặt rồi. Há ra, nghe lời chú nha. Rồi, cắn chặt nha. Bắt đầu nè. Măm 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 măm. Rồi, cắn chặt nha. Đó, đây, một chàng vỗ tay cho bạn. Ai dạy ông đi bú sữa cắn cái nấm vậy? Bây giờ còn nhỏ thì được nghe không? Nó uống lớn lên mà cắn này có chuyện á. Đây, thôi được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem. Con quay về phía sau chút xíu để mọi người cùng thấy. Nãy giờ ưu tiên bên đây rồi. Và sau khi uống xong bình sữa, bạn ở con tên gì? À, bạn Bảo của chúng ta có một khả năng rất đặc biệt, chúng ta cùng theo dõi. Đây là cánh tay bên phải của bạn Bảo. Cánh tay đeo cái của đầm sen đúng không? Rồi, bây giờ chú đếm từ 1 tới 3. Giơ tay phải thì là cao lên nha. Càng cao càng tốt. Bắt đầu 1, 2, 3. Làm như uống sữa xong có phép thần kỳ. Thử tay bên trái 2, 3. Đó. Đây, bây giờ quay qua đây, ưu tiên cho bên điện phiếu. Quang xin được phép bóp cái lỗ mũi. Lỗ tay. Bên đây. Ông chọt cái gì người ta? Ông ăn gì mất hết răng rồi. Trời ơi, ông cười à. Đây. Và bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi. Trước khi biểu diễn phần ảo thuật này, Hoàng xin được hỏi tất cả mọi người và đặc biệt là các bạn thiếu nhi của chúng ta, đối tất cả mọi người, ai là người đàn ông ở Việt Nam đầu tiên có sữa? Ai có thể trả lời được câu hỏi ai con? Ông Thọ. Ông Thọ, một chàng vỗ tay. Con tên gì quên à? Bảo. Bạn Bảo là cháu của ông Thọ. Ngày hôm nay đại diện ông Thọ tới Đầm Sen để dắt sữa. Và Hoàng sẽ chứng minh một định lý ngược lại, đó là ngoài ông Thọ là người đàn ông đầu tiên có sữa, ngày hôm nay chúng ta đã khai quật ra một người con trai thứ hai có sữa, đó là sữa ông Bảo. Và bây giờ như thế nào? Hoàng sẽ bóp, nếu mà chỗ nào phát ra tiếng kêu giống hồi nãy là chỗ đó có sữa. Thử nha. Chắc chắn là không kêu, không có. Không có. Không có. Cũng không. Không luôn.
vỗ tay đi ạ, vỗ tay dạ. Hả, bóp cái gì con? Không cái gì. Khôn dễ sợ, bóp cái gì? Không cái gì. Từ vừa hồi nãy vừa mà nó bóp ứ. Bây giờ sợ bị la, không có gì. Dễ thương quá, khôn quá. Con nhà ai đây? Ai? Con nhà ai giơ tay lên coi. Con nhà ai mà mất hết răng rồi? Đây thôi, được rồi, chúng ta sẽ đến với phần chính của chúng ta ngày hôm nay. Làm lại một lần nữa. Đây, 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 đây. Đây, không sao, không sao. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ông Bảo là cháu của ông Thọ. Là người con trai thứ hai có sữa ngoài ông Thọ. Ông Bảo đứng im nha. Một, hai, con quay vòng luôn nha. Hai, ba. Vỗ tay. Yeah. Rất là xuất sắc. Bây giờ hỏi lại lần nữa nè. Bảo muốn bú sữa nữa không? Dạ không. Rồi, xin gà, xin gà, xin gà. Rồi, ok. Bây giờ chú Hoàng sẽ tặng cho bạn Bảo một món quà như lời đã hứa. Hiểu không? Sao ông thấy cái này xong ông nhăn mặt vậy? Cái này gì, bộ không giá trị hả? Biết cái này cái gì không? Nói thử ai? Cái nuôi dẻ nha chú. Rồi, quay lại. Quay lại đây. Cầm cái khăn. Đứng đó. Trong chờ thời gian chờ đợi, nhắm mắt lại. Tự ước cho mình một món quà trong đầu, đừng có nói ra, ước đi con. Chiếc khăn chút xíu biến thành món quà. Rồi, mẹ đừng có nhắc, nó ước xe hơi thiệt chú, bán nhà luôn á. Ông ước gì lâu dữ trời. Ông ước xe tăng. Xe tăng hả? Rồi. Trước khi biến ra món quà, nhìn trong cái túi có con gì không? Con gì nhúc nhích không? Không hả? Không có con gì bò bò ở trong hả? Có không? Dục chiếc khăn vô. Đếm từ 1 tới 3, xoạt tay vô, lấy ra món quà, coi chừng con rắn nó cắn. Đơn giản, bây giờ muốn được là phải mất, đúng không? Được món quà, mất cánh tay. Từ từ, chưa có đếm. Rồi, giơ cao lên. 1. Con gái vô diện không gái? Dạ cưng quá. Rồi cảm ơn con gái phù hòa. Rồi giơ tay lên. 1, 2. Rồi giơ cao lên cho mọi người cùng biết. Đây là món quà gì? Lấy ra đi con. Mò cái gì? Mò quà gì? Chẳng là cái khăn hả? Ông ảo thật là ông kỳ cục ha. 1, 2, 3. Chiếc khăn màu vàng biến thành món quà đặc biệt dành tặng cho bạn Bảo. Một tràng vỗ tay tuyệt lớn. Đây. Đấy đấy là chạy chạy rồi. Thử lấy đi. Bạn vô đi về. Bạn vô đi dẫn qua một thôi. Hỏi đúng tiền. Gì? Ông bước cái này rồi bây giờ ông không lấy thế nào? Đừng có kéo chú. Đây cho cái gì? Có gì thấy nha. Đây, đây là món quà bằng Bảo ước khi đi tham gia đầm sen. Bằng vô đi rồi về, không thôi khỏi về. Vâng, kính thưa quý vị. Và tiết mục của Hoàng Solo đến đây là chương trình gì? Rồi, chương trình của Hoàng Solo đến đây xin phép được kết thúc. Rồi, Hoàng xin được cảm ơn bạn trai rất nhiều. Một tràng vỗ tay thật lớn cho bạn trai. Và quý vị ơi, chúc quý vị sẽ có một ngày nghỉ lễ thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Và ngay bây giờ xin được mời quý vị, chúng ta hãy cùng hòa mình vào những chương trình ngay phía trước để chụp hình lưu lại những tấm hình thật đẹp với một kỳ xảo điện ảnh rất là mới trong năm 2018 sẽ tặng free cho tất cả quý vị nha. Xin được kính mời. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Đến nãy giờ cũng thấy nè, đi ngõ này nè con. Biết đâu ở dưới đây có. Bắt cười, bắt tự nhiên tặng cho cái gừng nhí. Rồi, mỏi chân quá. Ý ơi, đi thẳng xuống không? Đi tiếp. Ca nhạc cũng hết trơn luôn rồi.
đi. Con muốn đi vòng. Con muốn đi vòng luôn rồi hả? Ráng đi. WC ở đâu? Không có thấy bạn hướng dẫn WC ta. Trời ơi sao con đi đổ ra, người ta đang quét cực khổ. Mắc cầu ủi quá hả mẹ? Ừ. Làm cái hiệu phục tân gì tân thờ ở tân khới gì. Tân thờ hả? À. Làm mình giả. Này là Đại Minh Đường, nhà thuốc Đại Minh Thường. Vô đó chi? Ra. Trốn chi? Đi tìm. Ra đây tìm. Quán ăn Việt Hải. À. Việt Hải. À, vô đi chụp hình tắm cái. Không. Sài Gòn xưa đó. À, làm Sài Gòn xưa nè. Ừ. Đó là một cái phim kinh dị cực hot. Đi. Ở tìm người ấy mà không thấy nhà vệ sinh à. Đi xuống đây nè, thử coi có không. Quên đóng rác cho. Ủa thì không có đường đi ha. Có đường đi thông xuống mà. Đây nè, rồi thấy rồi, thấy chưa? Rồi. Đi có đâu nữa mà. Đi qua bên kia là phải đi ngõ khác rồi. Cái khu đó như chưa đi vậy. Rồi đi nhà vệ sinh cái rồi ra ha. Rồi dừng video này đi.